ongoing thing. Okay. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã tới với channel của mình. Thì hôm nay đó, hai các bạn, hello. Ba anh em mình được má quấn cái thằng gì đây. Ok các bạn, thì hôm nay team mình sẽ trải nghiệm làm nông dân nha các bạn, nông dân đi ăn hải sản nhà hàng năm sao nha các bạn, nhà hàng sao luôn các bạn. Chơi này chơi lớn luôn các bạn, chơi làm nông dân hoài ngáo luôn. Ok, bây giờ mời tất cả mọi người cùng nhóm tụi mình trải nghiệm nông dân đi ăn nhà hàng năm sao trên biển Thái Bình Dương nha các bạn. Ok các bạn. Ok các bạn, thì bây giờ team mình sẽ tiến vào nhà hàng nhà hàng sao ở Thái Bình Dương nha các bạn. Ok các bạn, đây bây giờ mình sẽ review từ món cho các bạn, rất là đặc biệt nha mọi người. Đây các bạn đó, thấy không, thì đây, đây có rất đây là bây giờ mình sẽ review cho các bạn sầu dương những món đặc sản của hàng ngàn sao ở Thái Bình Dương nha các bạn. Ok, đây là con ốc xanh dưới biển nha các bạn, đây là chỉ có biển Thái Bình Dương mới có nha các bạn, đây không có đâu, đặc biệt á. Rất đặc biệt. Ok, còn đây là con nghêu nha các bạn, đây là con nghêu, đây là con bạch tuộc mini, cũng gọi là tạm ổn mọi người. Ok, còn cái này mới đặc biệt đây, sân banh nha mọi người, hiếm lắm nè, mẹ em đi bác sĩ mở bắn rồi. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm ăn đồ nướng nha các bạn, ở đây mình sẽ nhập tiệc trải nghiệm ăn đồ nướng luôn. Bây giờ cái này có thể xoay rồi đúng không, tới nào tới đâu là mình ăn tới đó. Anh mở lên sao các bạn thấy rất là độc đáo luôn đó các bạn, chỉ ở đây là chỉ có ở đâu Thái Bình Dương Bến Tre mới có nha các bạn. Đèo tiền gấp mình bỏ lên đi nữa nè, ở giờ mình gấp bạch tuộc lên nha các bạn, đưa muỗng em lấy nha, ở này rồi mình ướp với sa tế rồi nha. Mình ướp sa tế đây các bạn, thấy lên khói luôn các bạn. Cái này là bên nhân viên nhà hàng nó chuẩn bị sẵn nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ bỏ những cái thứ này mình lên mình nướng rồi nha các bạn. Quá đã thơm. Thơm. Đã. U trụ thơm quá mọi người ơi, cái lai mình nha. Quá tài khói luôn á, mọi người thấy ghê không mọi người. Cái này ăn phải cẩn thận nha các bạn. Rất là ngon, rất là hấp dẫn nha mọi người. Ồ, quá thơm. Quá thơm. Thơm một sa tế lắm các bạn. Ở nhà hàng ướp sa tế. Thấy các bạn. Trời. Khói bao nhiêu người. Đây các bạn nhìn hấp dẫn không? Hấp dẫn quá các bạn. Rất là ngon, rất là ok nha các bạn. Okay, chưa được ăn. Mà cho nó vàng vàng xíu. Quá khó ra rồi các bạn. Đó, mình thích đỡ nha các bạn. Cho món khác. Mình ăn mình mà cũng phải chuyên nghiệp luôn á. Ồ, nó bụng nha các bạn. Ồ. Ngon dữ vậy. Ăn chi cái à. Để các bạn, nó sức ra luôn nè. Đây các bạn, vừa ăn mà vừa trải nghiệm với nước rồi. Quá ngon mà. Quá ngon mà, nồng nữa bạn. Quá thơm nữa các bạn. Đưa muỗng em. Đúng là cái gì? Chín rồi nha các bạn. Quá ngon mà. Các bạn nhìn nè. Giờ nó thu rơm cái lộn. Nó đen hồi lùi vậy. Hồi chưa đứt. Vô cái con kia sống sống ở đây. Ở con bự nè. Đúng. Thơm quá bạn ơi. Thơm lì khoai lắm. Khoai lắm. Ở các bạn muốn thì cái trải nghiệm này. Mấy bạn, để con ốc này bạn. Các bạn phải
phải đi ra Thái Bình Dương nha các bạn. Thái Bình Dương Bến Tre nghe mới có chứ Thái Bình Dương kia không có đâu mọi người. Thề luôn. Đi luôn. Quá thơm. Là mình nha bạn. Quá thơm bạn. Ngon quá mấy bạn ơi. Những cái túi mực đó ra không? Các bạn ơi, mình, cái bạch tuộc này ra cái túi mực này các bạn đen lùi thử khét. Nhìn là không che chỗ nào được bạn. Đây. Con này phải sống ít nhất cũng phải 20 năm nha mọi người. 20 năm nha mọi người. Nè. Đó, bạn. Ghê không? Có cây không? Quên ơi, năm nha bạn. Chị. Quên xuống qua năm luôn. Dài không nha bạn. Dài dài quá trời luôn. View quên nữa. Mày mày mày. Ổng quăng luôn á con. Đúng rồi luôn. Ở đây còn dĩa mực nữa nha bạn, còn nha. Chưa đâu, còn cái bay nữa nè. Bạn ơi, ốc xanh đẹp quá. Ướp rất là ngon nha mọi người. Rất là thơm luôn. Đây các bạn thấy thơm không chứ mình thấy thơm rồi các bạn. Các bạn nhìn thôi là cũng nghe đủ mùi thơm rồi, khói bay mù mịt. Mắng kia sụp lắm. Cảm ơn đất. Đó, khách chính rồi bạn ơi. Ủa trắng gì ta? À, muối. Đây, đây. Đây nha bạn. Đây các bạn. Nhà nó chuẩn bị muối tiêu. Ủa lộn muối, muối tiêu. Quá ngon người ơi. Thịt chưa sang lên. Thôi, nè các bạn hỏi cái này là cắn vô cái đầu. Trời ơi, sướng. Nồng quá các bạn, ở chính nè bạn. Wow, đen ngu chị. Rồi, lần phát chén, anh em. Mọi đứa cái chén nha các bạn. Ghê quá. Cảm ơn đất. Rồi, sắp chín rồi bạn ơi. Ủa chấm gì ta? À muối, đây từ từ. Đây nha bạn. Đây các bạn, chừng nào ăn chưa ăn. Nhà hàng nó chuẩn bị muối tiêu. Ủa lộn muối, muối tiêu. À. Quá ngon người ơi. Ngon quá mọi người. Ôi thơm. Like nha bạn, like nha. Khoái lắm mọi người, bạn khoái lắm. Ok các bạn, thì phần cúng giái của Đại Bình Dương đã xong rồi bạn. Lọn các bạn liếu lưỡi quýu mà. Ok thì bây giờ không vòng vòng xàm xàm nữa, bây giờ mời tất cả các bạn dự tiệc nha các bạn. Mời các bạn nha. Đây chấm với này, đây chấm với muối tiêu. Đây, mời. Mời các bạn nha. Đây là con mực tuột của nhà hàng nha các bạn, tuy nhỏ nhưng mà rất ngon. Ngon quá. Thôi từ để mình sẽ chấm nha. Review chứ. Đây, mời các bạn nha. Ngon anh. Dao. Ngon. Nhưng mà các bạn ơi, đã nhân gấp mình ơi, ấp đen quá à. Đây các bạn, đây là một con trò con nghêu nha các bạn. À, quá trời thơm luôn mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Nãy giờ mình đứng đây mình hít khói luôn. Khói luôn. Mời bạn nha. Quá ngon bài. Quá ngon bạn. Wow. Công nhận nhà hàng này ngon 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 mà. Ngon bám rồi. Cảm ơn các bạn nha. Quá ngon bạn. Wow. Công nhận nhà hàng này ngon 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 mà. Ngon bám rồi. Nam mời Đức nha. Mấy cái món ngon 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 bạn. Mời Đức ăn nha. Đây mời tất cả các bạn thử con bạch tuộc nha các bạn. Ăn cao được rồi nha bạn. Quá nóng cái thịt con sò này nó dai lắm rồi. Nó dai mà nó ngọt. Không? Ừ, đã. Thưa các bạn thì hỏi ai không bạn? Xem mình đã bỏ ra một số tiền rất lớn nha các bạn. Thuê ba bộ đồ, áo dài, khăn đóng đồ. Với nguyên cái thủy cung này là cũng mới mọi người. Đèo tiền.
Thằng trai cũng vậy chứ. Thề luôn. Quá ngon mọi người ơi. Mời tất cả mọi người nha. Nếu các bạn muốn thì cứ ra đây mà trải nghiệm. Đúng rồi. Đặc biệt là chỉ có biển Thái Bình Dương của Bến Tre mới có nha mọi người. Ăn mà tụi ngon cuốn nha các bạn. Đây gạo nhóc nè. Quất luôn. Đây các bạn. Quá ngon. Gạo đồ. Các kiểu con Đà Lạt nha các bạn. Nope. Ra mà ngon. Cắn ở đầu béo. Đây. Đó. Miếng bự nha bạn. Uống vậy mới ăn ngon. Chấm nữa. Ăn thử rồi. Ok các bạn. Thầy rồi. Đây mình đầu tư quá lớn luôn rồi. Nếu các bạn đầu tư nhà đó. Nhà không hỏng rồi. Đây mình các bạn thì đầu tư như đây cũng khá lớn. Nên mà các bạn thấy vậy hãy cho mình một like. Lại một share, một subscribe nha các bạn. Để cho bên em mình có động lực rồi làm nhiều cái clip đầu hay tư hơn. Thêm rồi những cái clip thú vị đồ hay hơn rồi hoành tráng hơn nha các bạn. Cái thì mời tất cả mọi người dùng tiền clip nha. Ok các bạn nha, thì mình sẽ mời đầu bếp của nhà hàng. Đầu bếp nãy là ông chủ nha các bạn. Giờ chơi luôn đầu bếp luôn. Họ vô đầu bếp ơi. Vô. Đầu bếp đến từ Cali Phật nha. Đó không các bạn, thấy đầu bếp đẹp trai không? Cười mà hí mất mắt luôn rồi. Để đầu bếp chế biến coi. Để đầu bếp chế biến nha mọi người. Chứ mấy mình còn ngáo lắm rồi. Để hồi sôi động hơn thì rước mấy em miner về nhảy múa dưới này luôn nha anh em. Vũ công. Vô đi các bạn nhớ like, chia sẻ mạnh tay lên nha. Đầu tư mấy em miner nha. Bây giờ mình lên đất mơ nhân viên ngáo hết rồi. Bạn thấy mấy anh em mình đẹp trai không? Nhộn như bồn cầu luôn. Như bồn cầu luôn, đói ỉa luôn. Ok bạn thì ấy á tao uống gì? Bắn đi bắn. Ok bạn thì nãy giờ xào các bạn mẹ. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ mời tem của Vinblog thưởng thức đặc sản ở nhà hàng Thái Bình Dương ở Bến Tre của mình nha mọi người. Bạch tục con Úc Sa Tế nha mọi người. Tem Vinblog nha. Ok các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quất tiếp chặt hai nha mọi người. Mời tất cả các bạn con bạch tuộc con nha. Không, nhà hàng lạ là phải ngon. Không ngon, đồng vị. Không ngon đi về. Đây tới mình nha mọi người. Đầu đây tư. Là món này rất đặc biệt của nhà hàng dành cho tem mình nha mọi người. Nếu mọi người thích món này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký, chia sẻ mạnh tay lên nha mọi người. Mời tất cả mọi người. Mời các bạn. Mời các bạn đâu rồi? Ở đâu? Quá ngon mọi người ơi. Đây là chủ kênh của Bin Vlog nha mọi người. Các bạn nhìn cái tướng Bin là nó khác liền nha. Quá ngon. Ăn ngon. Đây giờ để mình ăn luôn. Đây các bạn. Mời các bạn nha. Mà các bạn quá ngon mọi người ơi. Ngon. Ôi, ngon rồi. Ăn luôn. Sao mà có rau nè. Mà bạn xem chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ với mình nha mọi người. Để những mình đầu tư nhiều cái để mình có động lực làm nhiều cái clip hoành tráng hơn thì mới lạ hay hơn nha mọi người. Quá ngon. Dạ ngon. Rồi nãy giờ đứng dưới đây có teo luôn. Đây ăn con ốc lá. Quá ngon mọi người. Chủ đường bé nó ngon mà. Mở bạn nha. Ủa ốc này ngon kìa. Đấy các bạn hao. Rất là ngon, rất là ok nữa. Thơm. Thì ở đây mọi người mình rất là tiện lợi nha, mình ăn xong cái mình có sẵn cái hồ bơi nè. Hồ bơi này đặc biệt là nổi tiếng nhất nhì Đông Nam Á nha mọi người, không có cái chỗ nào bằng chỗ này đâu, thiệt luôn á. Các bạn thích thì đây, tới đây thích thì tới đây đầu tư vô đó mọi người, thấy không quá ngon luôn. Ăn hết luôn rồi.
Ok các bạn, thì nếu các bạn thấy clip này hay á thì hãy cho mình một like, một share và một subscribe mọi người, để mình có động lực làm nhiều cái clip hay hơn, rồi thú vị hơn, hoành tráng hơn, rồi bất ngờ hơn. Thôi thì anh em mình sẽ ăn xong rồi, bây giờ anh em mình sẽ tắm hồ bơi tắm tiền nha mọi người. Hồ bơi này tắm này tắm trắng nha các bạn, tắm tiền. Thường của mấy tiên nữ hạ phàm mọi người, hạ xuống cái sông này nè. Lộ bơi này chứ lộn. Đấy. Thấy tiện lợi không mọi người? Đặc biệt là cái hồ bơi này là rất là nổi tiếng của nước Việt Nam chúng ta. Rồi nhất nhì của Đông Nam Á nha mọi người. Đấy, hoành tráng không các bạn? Thì các bạn hãy cho mình chia sẻ mạnh tay lên. Các bạn nào mà muốn thích các bạn nào mà muốn trải nghiệm đây thì cứ comment bên dưới. Mình dắt sẽ đi luôn mọi người. Dắt đi. Rồi cho các bạn ăn. Mình lo từ A tới B luôn. Ok thì bây giờ mình sẽ tắm nha mọi người. Ăn xong rồi no quá giờ tắm thôi chứ làm gì nữa. Tắm để nha. Đây. Đó đẩy rồi mình đi luôn đi. Đi. À, bây giờ là mình đi tắm. Tắm cho nha mọi người. Rồi mấy em đi tiên ơi, mấy em ơi. Ghê quá. Trời ơi. Tắm cho anh em. Đó các bạn thấy không? Mình sẽ tắm hồ bơi nha mọi người. Đây thấy không? Tắm trắng da dài tóc nha mọi người. Lục. Quay xấu. Nấu hả mày? Nấu nó cũng phải đi Sato được không ta? Ok các bạn, thì mình tắm tiền của tụi mình đã xong. Mình tắm nãy giờ nửa tiếng nha mọi người. Bao trắng luôn. Bao trắng luôn mọi người. Hơi đen. À, trắng quá sao gì mà nó thúi vậy. Ok các bạn, thì clip của tụi mình cũng xin kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy clip này hay, vui, thú vị thì hãy cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để nhóm tụi mình có thêm động lực làm nhiều clip hay hơn nha các bạn. Nếu bạn thấy clip hay hãy chia sẻ mạnh tay lên cho tất cả mọi người xem nha mọi người. Ok thì nếu bạn thấy ý tưởng nào hay thì hãy comment bên dưới để team mình thực hiện. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc clip tại đây. Bye bye, chào tất cả mọi người. Bye bye. Chào tất cả mọi người ở tận xa.